Bắt ba bố con ông Trần Quý Thanh, chủ tịch tập đoàn Tân Hiệp Phát. Ba bố con ông Trần Quý Thanh bị cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 10 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Quý Thanh, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, số 219 Đại lộ Bình Dương, Thuận An, tỉnh Bình Dương, cùng hai con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 175 Bộ Luật Hình sự liên quan vụ án xảy ra tại công ty Kim Oanh Đồng Nai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam, đồng thời ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát cùng hai con gái để phục vụ điều tra. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh trên. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.